Còn đây là vú sữa. Đây là vú sữa tím. Em có hai loại vú sữa tím và vú sữa xanh nha. Hiện tại thì có một số cây nó đang ra hoa. Đây là cây này nó cũng đang ra hoa nè. Đây nè, vú sữa đang ra hoa cực kỳ nhiều luôn. Giờ ra hoa là tới tháng 10, tháng 11 là có ăn rồi. Chỉ có một số cây đang ra hoa thôi. Đây là vú sữa. Em có vú sữa xanh, vú sữa tím và vú sữa hoàng kim nữa nha. Đây là vú sữa, những cây vú sữa lớn. Để em đi cho anh chị xem vú sữa hoàng kim nha. Vú sữa hoàng kim là cái trái nó màu vàng á. Trái nó màu vàng nhưng mà nó không có ngọt bằng vú sữa xanh và vú sữa tím. Nhưng mà ăn nó thì nó cảm giác nó giống như thạch hơn. Hôm nay trời mưa cho nên em phải mang cái bút này ra ngoài nè. Đây là vú sữa hoàng kim nè. Đó. Trái nó màu vàng nha. Cây thì nhánh tán rất là đẹp. Đây. Mấy bữa nắng quá nó bị cháy lá luôn. Nếu mà anh chị cô chú mà thích vú sữa thì alo em ha. Em có vú sữa xanh, vú sữa tím và vú sữa hoàng kim nha. Màu xanh, màu vàng và màu tím. Thank you anh chị cô chú rất là nhiều.